Lời đầu tiên Khánh Dương xin gửi tới ông và bà và các cô các bác, các anh các chị và các bạn nam nữ thanh niên một lời chào yêu thương nhất. Đến với lại đêm hội của buổi tối của ngày hôm nay, Khánh Dương xin gửi tới một ca khúc Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về. Bye.
chiều dòng xuôi.